Rồi ok. Trận đầu tiên khai mạc cho chuyến thu chủ nhật tuần này là Asina vs New Blue. Ủa New Blue ăn thua hoài luôn, yếu hiểu tại sao thua luôn. Asina bên xanh, Asina bên xanh, Asina đi trước rồi. Asina đi trước là cái chắc rồi. Đổi nhạc á. Trời ơi má, thiệt sự thiệt luôn, thu hai tuần, hai tuần mình tin tưởng với ổng rồi. Cược ai là người đó thua à, đéo hiểu luôn. Nụ đợt trước cược Ashina thì New Blue thắng Ashina, đủ giờ hai tuần cược New Blue đủ, New Blue thu hai tuần vãi cứt à. Đá thì có 51 triệu đam gì. Trời dụng mấy ông cược ông Hiếu khác gì mấy ông mẹ cược một người chuyên gia đi bán độ. Mấy ông cược ông Hiếu mấy ông không khác gì đi cược một người chuyên gia đi bán độ luôn. Ông Hiếu là mẹ một trong những người đi bán độ nhiều nhất ở bên server 274 luôn. Ginh bán độ gì, ginh bán ặt cái bán độ gì, ginh bây giờ đi bán ặt cái bán độ gì, ginh bây giờ chỉ còn là một quá khứ. Chắc thắng bại tại Sam rồi. Cái đồ mũ đầu mấy con tướng đam mẹ, mấy con tướng đam mẹ lỗi cái cứt ra mẹ, đồ mũ đầu của mấy con tướng mẹ đam tụ lực đam lỗi vãi ra thề. Vô vòng quay thì cứ 8 triệu một con thôi, đơn giản mà, 8 triệu một con nhẹ nhàng tình cảm. Mày tôi không biết nãy giờ mấy ông có để ý hay không, hình như mấy ông này hình như là ghét đấu của ổng, hình như là ghét đấu của mấy ông là đã hình như là full tính năng chiến thuật trường lực hồi máu luôn rồi sao á. Nãy giờ là tôi thấy hồi máu hai lần rồi đó. Để tôi thử trường lực thêm biết nữa tôi để ý rồi con.
Asina hình như là xài trường lực hồi máu hay sao? Cái trường lực cho ghét đấu á, trường lực cho ghét đấu là trường lực hồi máu hay sao? Để chút nữa trường lực thêm phát nữa tôi coi thử cái gì. Ta đủ trường lực rồi nè, để coi thử trường lực phát nữa nó ra cái gì. Chi kích rồi nè. Ôi mẹ mẹ, trời đủ hồi bao nhiêu vậy, mấy con số vậy? 3, 6 rồi mẹ, hồi 2 triệu máu đúng không? Ôi mẹ, hồi 2 triệu máu phải cứt rồi mẹ, hồi tính năng hồi 2 triệu máu. Trời đủ mà tính năng chiến thuật cộng mấy sao rồi vậy đồng chí? Hồi vai cứt gì? Đây nè, đó đó đây, mới ông nào mới coi clip thì con ghét đấu bên New Blue xài xài trường lực hồi máu nha. Con ghét đấu bên bên New Blue xài trường lực hồi máu nha. Mấy anh em coi, mấy anh em sẽ để ý cái đoạn này. Mấy anh em cũng kỹ nè, nãy tôi lướt qua tôi thấy á, thì bên New Blue xài trường lực là con Go Get nó mới được hồi máu. Còn nha, vẫn còn bán luôn. Vẫn còn nha. Vẫn còn. Giờ ông định giá đi, ông nhắm giá nhiều, tôi ông chạy giá giao dịch luôn, đêm nay chốt luôn trên đây cũng được. Phụ mua vừa bán, được bán luôn, đang còn dư 2,5 đô, 200 mấy cái điên. Đây, quýnh xong trận đi, tôi ra tôi mở cho ông coi. Đồ đạc đầy đủ, thì tính năng chiến thuật đầy đủ luôn. Nghe ông nói chung mà mua trước khi nó ra con phượng, còn một khi nó ra con phượng rồi là tôi không bán nữa. Đó bây giờ tôi để giá 6 triệu. Tôi hạ giá luôn, tôi để giá 6 triệu, còn mấy ông trả giá được bao nhiêu thì trả giá. Ừ, ăn nghe hôn tớ Silver thôi. Được chứ, bán 7 triệu giờ được bán 6 triệu thôi. Đây giấy đen quay của cái sư thức tỉnh 2 rồi. Nhưng mà đủ giấy đen là đủ siêu thiệt kỹ với Flash. Hoặc là đủ cho phượng. Tất nhiên rồi, bán xong qua hôn trai chứ. À, tôi vẫn còn bán nha, mấy anh em nào có nhu cầu mua tôi vẫn còn bán nha. Đây nè, New Blue xài một thẻ là thẻ trường lực hồi máu, một thẻ trường lực hồi máu với lại một thẻ hồi máu tăng khả năng trị liệu cho ghét đấu, tăng cho ghét đấu. Ồ, cũng lâu thiệt, mẹ một trận gần 10 phút rồi. Chắc sau này vô chứ coi mấy trận chung kết thôi. Mà sao quả này lại Asina thắng ta, bên New Blue còn chày mà ta. Hai con cua kích sư đá không chết nhau vậy, trường hợp này là hai con cua kích sư đá không chết nhau rồi như là hòa hay sao? Ủa không được, Asina bên xanh mà. Mà tại sao Asina thắng được ta? Ủa?
38 triệu. Hồi máu nè. Ủa sao mà Ashina thắng được pha này ta? Hai bên đều đầy hay thanh mà, hai bên đều trong trạng thái đầy hay thanh mà. Ashina đi trước. Ba mươi bảy triệu. Ôi, mày đã chết luôn à, mày bãi cứt à. Ăn đứt luôn, ăn đứt Miu Lu luôn.